Em chào tất cả các anh chị. Buổi trưa ngày hôm nay em thấy bụi trồn thái này, những cái nụ đang rũ xuống rất đẹp. Em quay, em mời tất cả các anh chị cùng ngắm. Đó. Cái bụi này thì chắc ngày mai bắt đầu bung to hết rồi các anh chị. Đó. Hôm nay có một số những cái nụ đang e ấp rất đẹp như thế này này anh chị này. Đó. Bây giờ thì màu hoa nó đang xỉn xỉn như thế này. Nhưng mà ngày mai khi mà nở căng thì bông sẽ rất đậm màu, rất đẹp các bác nhé. Đó, rất đẹp. Cái dòng trồn thái này nó khác với trồn ta, là trồn thái nở hoa nó muộn hơn một tí các anh chị ạ. Nó muộn hơn một tí. Còn trồn ta thì tới thời điểm này, hôm nay là 29 tháng 7, gần như là trồn ta đã nở hoa hết rồi. Đó, bây giờ trồn thái, các bác thấy trồn thái bây giờ bắt đầu nở hoa này. Và đặc biệt nó ra hoa cái dịp này là quá tuyệt vời luôn các anh chị. Quá tuyệt vời luôn. Bởi vì trong cái thời điểm này thì rất ít những cái cây đang có hoa, có nụ. Mà mấy em trồn thái này ra hoa thời điểm này. Đáng để chơi các anh chị ạ. Đáng để chơi. Đó. Ở đây em có mấy trụ. Mấy trụ hôm nay hoa. Em thì trồng lan. Em khoái nhất là cái lúc mà cái cây nó ra nụ mà nó chuẩn bị e ấp, chuẩn bị bung như thế này này các bác này, chuẩn bị bung như thế này này, nó mới đẹp. Đó, các bác thấy cái vẻ đẹp của nó này. Chưa chắc khi nở hoa đã đẹp bằng lúc đang có nụ các anh chị nhá. Đó, đây, các bác nhìn này. Trồn thái. Cái trụ này thì nó nghiêng về một bên các anh chị ạ, nó nghiêng nụ nó nghiêng về một bên. Đó, đây. Còn cái phía bên này, phía bên này thì có vẻ hình như là nó không được ăn nhiều nước. Nụ nó phân bố cũng không được nhiều các bác. Đây. Đó, cái chỗ này em thì cái bếp phun xương ở cái phía ngoài kia, thường thường nước là nó sang phía bên này nhiều hơn. Đó. Cho nên phía này thì nó lại có vẻ là ít, rất ít ít nụ. Mỗi cây nó bình quân được có khoảng 2 nụ thôi. Nhưng bên kia thì nó được nhiều. Đó. Đây. Do trồn này thì em có ghép cùng với dòng quế các bác nhé. Đó, dòng quế. Chắc nay mai nó nở hoa, nó xen kẽ hai loại lan nở trên cùng một trụ. Do này thì em thấy sao nó ra hoa trước cái giò bên này. Bên trụ bên này thì bông phân bố là khá đều các anh chị nhé. Khá đều. Đây, các anh chị nhìn. Đó, này được 5 bông các bác nha. Một thân được 5 bông. Mà cái số lượng lá ở đây nó ít, nó cũng không có nhiều đâu. Mà tới 5 bông, 5 bông hoa. Đó, nay mai nó khoe sắc cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái này thì được 2 bông. Cái bông này cái hôm bắt đầu ra ấy, là em nó bị con sên, nó cắn. Đó. Này thì được 4 bông. Cái này được 4 bông. Đây thêm một bông này nữa này. À, đây để cho sang phía bên này và em đưa ra hoa cho nó nổi bật. À, rất đẹp các bác nhá. Cái trụ bên này chắc ra hoa muộn hơn. Năm ngoái thì hai cái trụ này ra hoa rất đều này. À, cho nên là anh chị em mình thấy cái ánh sáng với lại cái nguồn nước cực kỳ quan trọng các bác nhá. Cùng một môi trường, cùng một chỗ như thế này. À, nhưng với chỗ nào mà được nhiều nước thì nó lại nở hoa sớm hơn. Nở hoa sớm hơn. Một cái vòi bông của nó. Vòi bông hiện tại bây giờ chắc phải được 50 cm này các anh chị ạ. Vòi bông chắc phải được 50 cm. 50 cm. Cái thân này thì được 3 bông. Thân này thì được 4 bông này. 4 bông rất đẹp này các anh chị. Đó, bắt đầu có mùi rồi. Nhưng mà mùi này thì em lại không thích. Nói thật sự là mùi nó hơi khó chịu. Đấy, chỉ được sắc thôi. Cái này hương thì có vẻ là không được hấp dẫn lắm. Hương nó mùi, nhất là hai cái trụ này nó nở hoa, mùi không chịu nổi đâu. Buổi trưa mà đứng ở gần chỗ này là không chịu nổi. Mùi nó nặng mùi. Nó không có giống như quế, với lại không giống như đuôi cáo hoặc là dòng tam bảo sắc. Mùi nó khó chịu. Đấy.
Hôm nay là 29, 29 tháng 7. Em sẽ cập nhật những cái bụi hoa này thường xuyên để mời anh em mình cùng ngắm nhá. Chắc khoảng tầm 3-4 ngày nữa em sẽ quay khi em nó nở nở khá đều thì em sẽ quay mời anh em mình xem. Đó, các anh chị nhìn cái giò này thì nó chắc nó chậm hơn. Nhưng mà giò này thì nở hoa thì tương đối nghệ thuật các anh chị này, tương đối nghệ thuật. Ở cái giò bên này thì nghệ thuật chắc chỉ có phía bên này thôi, chỉ phía bên này thôi. Đó. Cái dòng này chồn thái các bác nhá, chồn thái. Đây này, ngày xưa em mua này, mua không biết 90 ngàn hay sao này, 90 ngàn một thân, người ta ghép sẵn vào trong khúc gỗ này. Đó, xong em về em ốp luôn, em ốp nó vào. Đó, đây các anh chị này, hôm trước em xịt cái bột ngọt đấy các bác, xịt cái bột ngọt cái hôm mà em có ra một cái video đó. Đó, cái rễ hôm đó là mấy cái rễ này chưa hề ra này. Đó, hôm nay rễ ra khá nhiều rồi. Đây, bung rễ khá nhiều rồi. Em cảm ơn các anh chị đã xem nhá. Mời các bác theo dõi. Và anh chị nào chưa đăng ký kênh của em thì cho em xin một nút đăng ký các bác nhá. Nhiều lúc anh em mình xem thường xuyên nhưng mà quên không đăng ký. Em rất mong muốn các anh chị đăng ký vào kênh của em rồi theo dõi những cái mặt bông đẹp. Cảm ơn các bác rất nhiều.